Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh tin tức sau Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức: Angela Phương Trinh rơi nước mắt trước món quà độc của fan. Nữ diễn viên không kiềm chế được sự xúc động khi biết được một nhóm người hâm mộ đã lặn lội đường xá xa xôi để được gặp cô. Tối ngày 5 tháng 3, đoàn phim Taxi Em Tên Gì tiếp tục cuộc hành trình đến một số cụm rạp tại các trung tâm thương mại của thành phố Hồ Chí Minh. Sự góp mặt của dàn diễn viên chính trong phim thu hút sự chú ý của hàng nghìn khán giả tại điểm giao lưu. Tuy nhiên, vì bận lịch riêng, danh hài Trường Giang đã không có mặt tại sự kiện. Xuất hiện từ khá sớm, Angela Phương Trinh toát lên vẻ quyến rũ với chiếc đầm ren trắng hồng Bette thuộc bộ sưu tập mới nhất của Lâm Gia Khang. Thiết kế ren tinh tế của chiếc váy khiến người đẹp rợi cảm mà vẫn kín đáo. Nữ diễn viên đóng vai Bình Chi càng ghi điểm với phong cách trang điểm hồng nhạt hợp tông với bộ trang phục. Cũng tại buổi giao lưu, người hâm mộ đã tìm đến gặp để được tận mắt gặp các diễn viên chính trong phim. Đặc biệt, một nhóm fan người hâm mộ của Angela Phương Trinh đã vượt đường xá xa xôi để đến chung vui cùng thần tượng của mình. Các fan chia sẻ, vì đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên 9X sau một thời gian dài vắng bóng, nên họ muốn đem lại sự cho cô. Nữ diễn viên thể hiện sự ngạc nhiên, xen lẫn sự xúc động khi nhận được chiếc bánh kem có in hình nhân vật Bình Chi do fan tặng. Để đáp lại tình cảm của người hâm mộ, nữ diễn viên tiết lộ, cô đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc offline để thỏa lòng những người khán giả hâm mộ, cũng như các vai diễn của mình trên phim. Sau khi ra rạp được 2 ngày, Taxi Em Tên Gì nhận được sự quan tâm lớn từ giới truyền thông và khán giả yêu điện ảnh. Bên cạnh vai diễn ấn tượng của nam diễn viên hài Trường Giang, nhân vật do Angela Phương Trinh thủ vai chiếm được cảm tình của nhiều người xem bởi diễn xuất chân thật tự nhiên của người đẹp 9X. Hầu hết từ trước đến giờ, đạo diễn vẫn chỉ mời tôi đóng vai những tiểu thư, nữ tính, dịu dàng. Nhưng vai nữ tài xế cá tính lại một thử thách rất lớn. Tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu vai diễn này rất nhiều, thậm chí đi học lái xe taxi, cổ số sàn và học sửa xe. Tôi muốn mình nhập tâm vào vai nhân vật để diễn xuất mà không cần nhờ đến bất kỳ ai đóng thế cảnh nào của mình cả, nữ diễn viên tâm sự. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của chúng tôi. Nếu thích thì hãy like hoặc share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký để theo dõi thật nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi nhé.